Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken mặt nuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Bản tin đầu tiên Nhi Huyền muốn đứng lên đến trong quý quý vị cái tin rất là lạ thưa quý vị. Thường thường là bị cancel hay là bị uh, u não là chỉ xảy ra chỉ một hai người thôi phải không quý vị? Hoặc là covid thì mới xảy ra hàng loạt là lây từ người này qua người kia. Nhưng vừa rồi có một cái bản tin là rất là lạ, 65 người đã bị nhiễm uh, À, bị khối u não cực kỳ rất là hiếm rất là rare hay sư quý vị mà liên quan tới mấy 65 người từ trong một cái trường học mà ra thì El Lupiano là một cư dân của thị trấn Woodbridge ở New Jersey đã điều tra được mối quan hệ rất là sắc cùng với gia đình của anh ta tất cả những người mà ở trong một cái trường học đó đã đoán có một cái khối u rất là hiếm ở trong não của họ và trong 8 năm cái năm vừa rồi em gái của uh, người đàn ông này đã được tin cô ấy có một cái khối u não uh, đã đang phát ở trong cơ thể là vô trong giai đoạn 4 rồi thưa quý vị và sau anh cô ta mới vừa mới mất trong vài tháng vừa qua mà thôi nhưng mà đó không phải là một mình cô ta uh, một Cô gái này không thôi đâu, mẹ của cái cô gái này của anh này cũng vừa rồi cũng bị một cái khối u là 65 tuổi thưa quý vị cũng cũng làm việc trong một cái trường học đó thì anh ta mới bắt đầu là xem xét và cuối cùng xác định được là 65 trường hợp có khối u não hiếm này đã đi qua cùng làm việc trong cùng một trường trung học tại Columbia thưa quý vị ở Colonia đây là một cái trường học tại New Jersey và sau đó anh ta đã bắt đầu thử nghiệm và nghiên cứu và gọi những cái người xung quanh thì bắt đầu đầu tiên là chỉ có 5 người sau 5 thành 7 7 thành 15 15 thành 25 rồi tới 50 rồi tới 65 tất cả những người này đều bị và đã mất và thật bi thảm là em gái của ao đã qua đời chưa đầy một tháng trước và sau đó anh ta đã đăng lên Facebook và yêu cầu tất cả cựu sinh viên và cựu học sinh và những người đã làm việc ở trong cái môi trường cái trường học đó họ liên lạc với nhau thì trường xây dựng vào năm 1967 và ao đã phát hiện ra và kêu các cơ quan điều tra cái vấn đề này thì họ mà điều tra ra thì họ chỉ thấy rằng là cái khối ô não này cái chất ở trong trường học đó là không phải là do môi trường do trái đất là do tất cả những cái xung quanh mà cái ion cái chất ion một cái chất hóa học ở trong trường đó đó thưa quý vị thì cái bất xạ ion hóa ở trong trường đó nhưng mà bây giờ người ta vẫn còn nằm trong điều tra rất là kỹ chứ chưa có xác định rõ ràng cái vấn đề gì và người ta cũng bảo nói rằng là không phải vì ô nhiễm nước hoặc là không khí hoặc là bất kỳ gì đó xung quanh thì thị trưởng trường Woodland Bridge là John McCormick đã liên hệ với bộ y tế tiểu bang và bảo vệ môi trường để mà liên quan và tới cái trường đó để mà điều tra rõ hơn thì vấn đề này nó vẫn còn đang nằm trong process để mà điều tra kỹ hơn Dạ vâng và chúng ta thấy rằng nó bị nếu mà bị mà bị những cái sinh viên từ trước của cái trường này, cái thời điểm trong quá khứ và cho đến ngày hôm nay mà cũng có một số người bị bị ung thư não đúng không chị? Dạ ung thư Và chúng ta não. thấy là đây là một cái vấn đề mà tất cả rất là lạ và các nhà khoa học người ta cũng phải tìm hiểu cái nguyên nhân để mà tìm ra được cái nguyên nhân chính xác để mà ừ. chúng ta có thể né được. À, cảm ơn chị Như Huyền. À, và kết thúc quý vị uh, thông tục tiếp theo Lê Thái được gọi đến quý vị giống như mà Lê Thái đã hứa trong cái chương trình cà phê sáng cuối tuần những cái tuần trước có nghĩa là Lê Thái sẽ nói sơ về nấm mối và khi mà nhắc đến nấm mối thì em uh, hỏi là chị Như Huyền là chị Như Huyền có bao giờ được ăn nấm mối chưa chưa <laughs> à, nấm mối rất là ngon thưa quý vị và không biết là quý vị nào mà ở đang coi chương trình cà phê sáng cùng với Như Huyền và Lê Thái quý vị có ăn nấm mối rồi thì quý vị có thể comment ở dưới cho Lê Thái được biết tại vì uh, thường thì nấm mối ở Sài Gòn cũng rất là khó kiếm hầu yeah. như là không có oán thưa quý vị cái chỉ là nó, chỉ hiếm. Có, nó hiếm lắm tại vì chỉ có là những người mà chúng ta có người nhà ở dưới quê ở miền tây hoặc là ở miền đông hoặc là những nơi mà nào mà chúng ta có có người nhà ở vùng có vườn có ruộng này nọ đó Ồ. có đất này nọ đó thì chúng ta mới có thể mà chúng ta thu được nấm mối và nấm mối rất là khó thưa quý vị nó, nó bắt đầu nó đổ vào tháng tư khi mà gió nó mối người ta gọi là gió nó mối là khi cái những cái trận mưa đầu tiên nó đổ xuống và từ những cái tổ mối ở dưới đất nha quý vị nó mọc lên những cái nấm đó và khi mà chúng ta nhìn là chúng ta phải biết nhận biết được đâu là cái nấm mối hoặc là đâu là nấm độc thì chúng ta chúng ta có thể chúng ta à, khử lên và ăn à, đem về rất là ngon thôi quý vị. Và ngày hôm nay Lê Thái nói quê, à, cho quý vị một vài thông tin à, về nấm mối. Cứ thưa quý vị nấm mối là một cái loại nấm nó chỉ mọc trong tự nhiên mà thôi và nó có tên tiếng Anh là à, Colibia albuminosa thuộc họ à, nấm thưa quý vị và nấm mối nó được hình thành và sinh trưởng nhờ cái nước bọt. Của những cái con mối thợ nó tiết ra và vương vãi trong cái mặt đất. Có khi thì nắm mối nó mọc đến vài mét khi à, khi mà mối thợ nó đi đến đâu đều là để lại cái nước bọt đến đó thì cái chỗ cái địa điểm mà cái con mối thợ nó để lại nước bọt thì những nơi đó nó sẽ là mọc nấm lên giống như quý vị xem trong màn ảnh này. À, và kính thưa quý vị à, có khi nấm mối nó mọc đến vài mét và có khi nó mọc đến mười mấy, hai chục mét lần và thường á, thì khi chỉ xuất hiện rộ vào độ là hai ba tháng trong năm và những cái tháng đó là vào lúc mà trời nó vừa mới đổ cơn mưa đầu tiên và nó có gió lạnh 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 ở miền tây hoặc là những cái vùng à, đồng bằng sông cửu long hoặc là những nơi miền miền đông nam bộ ví dụ giống như là ở uh, miền uh, bình định cũng có ở quảng ngãi đôi lúc cũng có thưa quý vị hoặc là ở uh, buôn ma Thuộc cũng có và một số tỉnh ở miền Đông, Bà Rịa Vũng Tàu cũng có nấm mối thưa quý vị nhưng mà những cái vùng đó thì nấm mối nó không ngon, không ngọt bằng cái nấm mối ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và thưa quý vị, nó mọc đúng một lần vào mùa mưa và từ tháng 5 à, cho đến tháng 8 âm lịch mỗi năm và nấm mối thường mọc ở gần các hàng rào và bờ tường hoặc là dưới những cái tán cây đặc biệt là các rừng cao su nhưng phải có mối sinh sống ở những nơi này à, và khi nào mình và khi mà những cái nấm mối này mọc lên á thì quý vị biết rằng là đến mùa này á thì những cái người người ta đi tìm nấm mối đó theo mẹ em kể lại là không phải ai cũng có nấm mối để mà ăn đâu may mắn lắm thì người ta mới tìm được nấm mối để mà người ta ăn và kết thúc quý vị khi mà có nấm mối rồi thì cũng phải biết đào người ta phải đào từ gốc đào lên để mà có thể giữ được cái gốc của nấm mối và khi mà nấm mối nó, nó ngon lấy được rồi thì về nhà chúng ta rửa lại và gọt sơ cái 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 gốc chút xíu thôi và chúng ta có thể xào nấu canh hoặc là nướng lá lốt hoặc là chúng ta làm rất là nhiều món Nhìn nhất đã là canh thấy ngon rồi hả dạ vâng và đặc biệt thưa quý vị khi mà quý vị làm nấm mối á, thì nó hoàn toàn là nó không có chúng ta không cần bỏ một chút xíu đường không cần bỏ một chút xíu bột ngọt nào vô mà à. bản thân mình cắn cái nấm mối vô nó ngọt liệm rất là ngon và à. nói đến gì cái nấm mối thì lời thái rất là thèm thưa quý vị à, và thưa quý vị nấm mối nó có lợi ích rất là nhiều trong vấn đề mà điều hòa kinh nguyệt hoặc là giúp tăng cường sức đề kháng à, trong khi đó thì nấm mối nó cũng có giúp chúng ta chất chắc khỏe xương cũng như là ngăn ngừa ung thư và một số bệnh khác à, có tác dụng là điều trị các bệnh à, cơ thể giống như là thanh nhiệt giải độc nhuận tràng điều hòa hệ thần kinh giảm stress và giúp chúng ta ngủ ngon và sâu giấc hơn khi mà chúng ta ngủ và đây là hình ảnh những chiếc nấm mối mà khi mà người ta đã rửa rửa sạch hết rồi quý vị ừ. thấy rất là ngon và khi mà làm ra là những cái món này wow. chúng ta có thể nấu canh à, nấm mối chung với lại cái rau om đặc biệt là nấm mối chỉ nấu được với lại cái canh rau om mới ngon thôi rau om là rau, rau om ngò gai mà chúng ta hay nấu để mà chúng ta nấu canh chua đó à, à. thì cái cái cái, cái nấm muối này chỉ đặc biệt là nấu được với rau om rất là ngon và chúng ta phải có hai cái bó rau om thật là nhiều để chúng ta nấu được khoảng là à, hai lạng nấm muối hoặc là nửa ký nấm muối và chúng ta nấu canh và cắt những cái trái ớt xiêm ớt hiểm này vô thì ăn bảo đảm với chị ăn xỉu liền ngon mười, lắm mười luôn sáng sớm lê thái làm đói bụng quá <laughs> thôi dạ vâng là giống như lê thái đã hứa cho quý vị là lê thái sẽ truyền đạt những cái một số kiến thức về nấm muối chương trình của chúng tôi có giới hạn thành ra là cái cái bản tin về năm 4 rất là dài nhưng mà Lê Thái phải cắt ngắn lại bớt để mà truyền đặt một ít thông tin đến cho chị Như Huyền. Yeah. của như quý vị khán giả biết thôi. Yeah. Cảm ơn Lê Thái và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin về cô gái, cô bé 14 tuổi thôi quý vị ở Ukraine. Thì quý vị cũng biết khi mà đã chiến tranh rồi thì tan tóc rất là nhiều và những cái hình ảnh đó nó ấn tượng vô cho đầu của con nít nhiều hơn cả người lớn nữa thưa quý vị. Thì đây là một cô bé ở Ukraine 14 tuổi mà thôi ở thành phố. Mary Po ukraine cô ta nói rằng cô ta rất là sợ hãi khi trốn ở trong tầng hầm mà cái tầng hầm đó có xác chết nữa thưa quý vị thì cô ta đã biểu cảm những cái nỗi sợ hãi của mình qua những cái bức tranh minh họa thì đây là những cái bức tranh mà cô ta vẽ để mà biểu cảm thì cô ta quá sợ đây thì không biết làm gì hết thì vẽ tranh thưa quý vị thì trong cái bức tranh đó cô ta vẽ với cái ý nguyện và cũng biết là tôi rất là mệt mỏi và có một cái cô gái như là trong đầu đó thưa quý vị là ôm cái đầu lại thì cô thấy cảm thấy rất là sợ hãi rất là cô đơn thì bên cạnh đó thì bên uh, tên lửa nè làm rung chuyển các bức tường xác chết đẫm máu rồi coi uh, như là Quý vị cứ hình dung cho quay trong phim chiến tranh như thế nào thì ở bên Ukraine chiến tranh như vậy đó. Và rất là kinh dậy thưa quý vị. Và hôm thứ hai vừa rồi thị trưởng của Maribor cho biết là 5.000 người chết. Trong đó có hơn 200 trẻ em và 40% là những căn nhà bị phá hủy. Và cô ta cũng nói rằng khi người ta trốn ở trong cái tầng hầm như vậy á, thì rất là mệt mỏi. Không có điện, không có nước, không có gas, không có đủ thứ. Và bên cạnh đó có những cái xác chết ở bên cạnh ở Thì cô ta phải sống chung với các xác chết đó trong vòng 2 tuần thưa quý vị. Thì hiện tại bây giờ mẹ với là cô ta đã đi ra khỏi đi tới ở cái khu Ba Lan là cái vùng cứu trợ ở Ba Lan rồi thưa quý vị vùng tị nạn đó nhưng mà ba của cô gái là Ivashenko là ở lại Ukraine và cô ta nói rất là bình tĩnh cô ta cảm thấy rất là vui là bởi vì ra khỏi cái khu chiến tranh từ vì cô ta rất là sợ và cô ta cũng nói rằng khi mà đang ở trong hầm khói chiến tranh như vậy mặc dù là ở trong hầm mà cũng bị đánh vô thì những người đó họ phải chạy ra qua một cái tầng hầm khác thì trước khi mà đi vô cái tầng hầm thì trước mắt của cô ta cái cuộc sống ở ngoài nó như là địa ngục vậy thưa quý vị người chết nè rồi khói nè những cái căn nhà thì cứ sạch và đi vô trong tầng hầm thì sống không có nước không có gas rất là khổ Dạ vâng, à, chúng ta sẽ rằng cái chiến tranh của Ukraine và nga hiện nay đang là một cái vấn nạn mà chúng ta cả thế giới người ta cũng đang rất là lo âu. Tại vì chúng ta thấy Ukraine là một đất nước chịu nhiều thiệt thòi trong yeah. cái vấn đề về chiến tranh giữa nga và Ukraine. Và quý vị có thể theo dõi cái tình hình chiến sự ở nga và Ukraine qua cái chương trình thời sự thế giới của Đài Lưu Đại Sài Gòn TV ở buổi sáng hoặc là buổi chiều của chúng tôi. Uh -huh. Cảm ơn chị Như Huyền và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần hai cà phê sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái, xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.